Rồi em xin phép là test kỹ hơn một chút, giới thiệu sâu hơn một chút về chiếc CD Lickman 500XS này cho anh em quan tâm. Vừa xong này quay nó khả năng là lúc đấy cũng hơi vội. Bây giờ em quay kỹ hơn góc cạnh cho anh em ở xa cũng có thể xem được nhé. Thì em này nó sẽ thiên về giải trầm, tiếng trầm của em này rất là tốt. Về cái giá xuất xưởng thì nó tương đối đắt đấy các bác nhé. Tuy nhiên bây giờ cái giá bãi thì nó hợp lý. Phải nói là trong tầm tiền con này rất là hợp lý. Và tại sao nó hợp lý thì em sẽ nói vài cái lý do. Mà ba cái lý do em có nói với cái clip trước rồi, em cũng sẽ nhắc lại cho anh em. Đó, nhưng mà anh em nào mà biến cái khuyết điểm đấy thành ưu điểm, hoặc là cái gu của anh em mình mà thích giống như em, thì khả năng nó lại làm cái nó rất là tuyệt vời. Và em lấy cái review của cái trang này cho các bác để các bác xem nó khi nó mới. Anh em có thể vào trang này, trang audioheritage.jp. Nó là một trang chuyên update các cái sản phẩm audio. Trang này thì là tên miền là của Nhật. JP là .japan là của Nhật. Em Lickman CD 500XS này sản xuất tại Nhật năm 1990. Giá xuất xưởng 350.000 yên. Tương đương với cả khoảng tầm độ 7 mấy triệu, 80 triệu. Đó. Nói chung là về CD thì những cái em này thì rất nhiều anh em, các bác, các chú đã chơi qua những em này rồi. Đấy, và em này thực sự ra thì nó cũng không có nhiều hàng. Ví dụ như Tech 25XS hoặc Philips LH300, 500, 800 hoặc những con Sony 777. Đó thì anh em có thể tìm nó tương đối rất dễ. Đấy, còn em này thì nó tương đối ít hàng. Đây là những cái thông số cơ bản để anh em xem. Anh em thường quan tâm nhất đến công suất, em này công suất 30W, điện 100V và trọng lượng em ý 14,5 cân. Đó nhá, đó là về cái review mới. Anh em xem có thể xem lại như này. Thì em này thì là một em CD, nó được đánh vào phân khúc high end rồi. Hãng cho nó vào phân khúc high end rồi. Và bây giờ giá thì hàng bãi bây giờ nó cũng tùy các bác nhá. Nhưng mà giá thì nó ngoài 20 triệu một chút. Còn cách đây 2-3 năm thì nó cũng tầm tiếp cận 20 triệu, 19-20 triệu. Nhìn chung so với đồ bãi thì em này nó không lên nhiều. Và giá nó vẫn dẫn dễ để anh em chơi. Một con CD rất là gấu. Quên, vừa xong cái quan trọng nữa là cái kích thước. Đây, các bác nhìn kích thước của nó. Đây, bề ngang là 44 đi. Chiều cao là 12 đi nhá các bác, em làm tròn nhá. Chiều sâu là 39. Đó. Bây giờ em sẽ quay một vòng. Đây là mặt chính diện. Nó sẽ có một nút power là nút nguồn. Đấy. Và thêm nữa là cái sensor remote là cái nhận khiển. Và thêm nữa là cái volume output. Điều chỉnh cái này nó sẽ chạy, quay. Nó tăng giảm tiếng. Tăng giảm tiếng của cái đường này. Đường variable này. Đó. Đường variable này là đường cắm. Em đang cắm đường variable. Ngoài ra thì fix là ra âm trực tiếp, là ra không có qua chiết áp. Bây giờ nhìn trên mặt trên thì cái thiết kế của em này nó có cái mà ví dụ em này mở, em sẽ là mở theo kiểu là mở lẩy lên. Chính cái thiết kế này đâm ra là nếu mà anh em mà bày ở trong hộp kệ thì nó sẽ bị đập vào cái kệ, cho nên em này thuộc dạng là hãng nó thiết kế để anh em trưng ở trên cùng. Đó, vậy anh em nào mà thích hoặc là có cái kiểu đấy được thì để con này bày trưng rất đẹp. Nè các bác nhá. Này, đấy là cái. Và hai là khiển em này ấy, thì thường là sẽ nhận, nó không được nhạy đâu. Nói luôn là thiết kế của nó như vậy. Đây con khiển zin rất là đẹp. Thì anh em lên để trình diện này thì nó sẽ nhận tốt hơn. Trình diện mà thẳng, chéo này nó nhận rất là khó. Ví dụ bây giờ em cho to lên này, các bác sẽ nhìn thấy cái chiết áp volume. Đấy. Đó. Em tua này. Đó. Tua. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trên này thì nó có những cái ô bàn cờ để anh em chỉnh các cái bài nhạc. Đó. À, em quay mặt này. Nói chung là con này rất là đẹp, mặt phay. Cái này màu vàng, cái này màu xanh xanh sáng, nhìn rất là sang. Góc cạnh đẹp xuất sắc. Đôi khi những cái em Lickman này thì thực ra là nhiều khi rất là khó, để lúc mà anh em thích rất là khó tìm, nó hiếm. Tiếng cực kỳ tốt luôn các bác nhé. Tiếng vô cùng là tốt, đầu chất lượng high-end mà giá vô cùng hợp lý. Em này thì thứ nhất là giá không bị lên mà rất là giữ giá anh em nhé. Lickman 500XS. Các bác có thể kết hợp trước này với những con âm ly Lickman đương nhiên rồi, hoặc những dòng Acouphase để chơi những cái cặp loa Tannoy hoặc JBL rất là tuyệt vời luôn. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.